Dạ măng rồi à, thôi để con quay cái này đã. À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái môn lý thuyết thông tin ở năm thứ hai của Đại học Bách khoa Hà Nội, hệ chương trình đào tạo Việt Nhật. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn lên cái trang đó là Khan Academy. Đây là một dự án giáo dục miễn phí dành cho các bạn mở thôi, các bạn cứ lên đây học thôi, chả đăng ký một tài khoản là học được. Thì các bạn có thể lên các trang khác Google để tìm hiểu xem các trang này nó hoạt động như nào. Thì đây thì mình đã đăng ký bằng Facebook và login vào để tìm kiếm với từ khóa đó là Information Theory, nghĩa là lý thuyết thông tin dịch ra tiếng Việt. Tương ứng với một số môn đó là lý thuyết cơ sở truyền tin nữa. Ở tiếng Việt mình thì có các môn đấy, các bạn click vào đây thì nó sẽ mở ra khóa học của chúng ta. Đây đây ở đây sẽ có hai khóa học liên tiếp. Đầu tiên là Journey into Information Theory, này là kiểu các chuyến hành trình dẫn đến cái lý thuyết mà cái tại sao môn khoa học này ra đời. Tiếp theo đó là sẽ có phần thứ hai là Tutorial, này là Modern Information Theory, là các lý thuyết về lý thuyết thông tin trong thời hiện đại. Thì mình khuyên các bạn rất ý, mình trong quá trình mà thầy thuyết dạy ấy, thầy dạy chán kinh khủng luôn, thật. Thầy dạy chán kinh khủng luôn, thế là mà, thay vì đấy mình học toàn bộ trên này và thấy cái môn này rất là có ích. Cái môn này thì mình khuyên các bạn nên học, bởi vì sao thì đặc biệt là dành cho các bạn sau này mà muốn tham gia lựa chọn chuyên ngành AS, là có các cái môn như chẳng hạn là khai phá thông tin này, khai phá thông tin này, máy học, mấy cả trí tuệ nhân tạo. Thì cái môn lý thuyết thông tin này và cái môn lý thuyết xác suất thống kê thì sẽ có quan hệ mật thiết với nó, nên các bạn nên học. Rồi các bạn có thể xem thử một tí video đây để mình quay về đâu. Video làm rất tuyệt luôn, bởi vì nó miễn phí á. Imagine Alice has an idea, and she wants to share it. There are so many ways to share an Đấy là tiếng idea. Anh She rồi. could draw a Nên picture, các bạn make hãy an engraving, nghĩ write a ra xem các song. bạn để dùng tiếng Anh nào để cho nó tiện tiện. Mấy video trước mình đã không hướng dẫn để định được cái video này nó nhanh ấy. Send a telegraph or an email. Đấy, But họ how đang are these things different? Nhưng And này more nó là như nào? importantly, Và why are they same? quan trọng hơn tại sao chúng lại giống nhau? This story is about the Câu fundamental particle này of sẽ all nói về forms of cái gì? communication. Các dạng cơ bản về It begins with a special giao tiếp. skill you likely take for granted. Language. Không phải ra ngoài ăn đi. All language allows you to take a thought or mental object and break it down into a series of conceptual chunks. Đó. These chunks are externalized using a series of signals or symbols. Humans express themselves using a variation in sound and Đó thì các bạn lên xuống xuống thì kéo đây là xem rồi. Đó. Thì riêng học môn này thì các bạn sẽ hiểu tại sao chúng ta phải học môn này. Môn học này sẽ nói về cái gì, các thành phần cơ bản nó sẽ nói về cái gì. Ngoài ra các cái ví dụ như này nhé, nó sẽ sử dụng các cái minh họa rất là hay luôn, mà còn dễ hiểu nữa. Tượng trưng chẳng hạn, đoạn sau này các bạn nhìn thấy vào cái cửa sổ con ấy, thì nó đang hướng dẫn là cân một cái lượng thông tin trong một cái cuốn sách này, hay là một cái thông tin đấy, thì lượng khi nào nó ít khi nào nhiều, độ đo như nào, tại sao có một một cuốn sách lại nhiều thông tin hơn một trang giấy. Đó, chẳng hạn thế. Xong rồi có các kiểu như chẳng hạn là nó sử dụng cái điện thoại mà tự chế mà nói một đầu, kiểu lấy hai cái vỏ lon sữa ấy, đục một dây xong nối qua. Xong các bạn ấy có nhiều trò chơi như là gảy đàn để đổi xuất sắc, mà từ xa không liên lạc, không có nhiễu, hay lắm, nó rất tự nhiên mà khác hoàn toàn với cách học mà lý thuyết ở trên trường. Mình có thể cho các bạn xem nhỉ. Cái chẳng nó sẽ hướng dẫn vào cái đâu nhỉ,
Video mình sẽ làm hơi lâu thì các bạn hôm trước nói thấy video hơi ngắn không chi tiết lắm. Đấy, mình sẽ sang phần thứ hai, Timberwave. Mình hy vọng là sẽ có một cái channel, không thấy rồi, nó ở trong, nó lẫn trong một số video rồi. Mình đang cần tìm một số cái mua kiểu ví dụ về in- How is it we should measure information in a way that applies to any communication system you can think of, human, animal, or alien. À, đứng ở đây vậy. À, các bạn sẽ tự học nha. Mình nhất định các bạn phải nên xem cái này. Well, let's return to the late. Đó. À, nhân tiện là có thể mình học một số tiếng Anh luôn, học được bao nhiêu hay bấy nhiêu, viện mật Nhật nhưng mà vẫn phải học tiếng Anh. Đó. À, sau khi học xong khóa này, hai khóa này nhé. Đầu tiên các bạn phải học hai khóa này trước. Học hai khóa này xong thì các bạn mới hiểu tại sao nên học và mới có kiểu có động lực tiếp theo được để học tiếp các về kỹ thuật cao hơn. À, đây là thông tin này. À, đây là một số mở đầu này. Thì để giảng trong cái này là thường nó chỉ đưa ra các khái niệm cơ bản để các bạn hiểu mức đơn giản thôi. Thì để ứng dụng thực chất vào một cái mạng cụ thể trong công nghệ pin đó là mạng máy tính. Thì các bạn truyền tin như nào, sử dụng các mạch như nào, thì chúng ta cần một khóa học nó về kiểu mang tính hàn lâm hơn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng khóa này. Khóa này là của một em à đây mình thấy luôn đây rồi. Của Stanford. Nó nói về chết cái này là network. Nhầm. Cái của MIT thì phải. Để search Google nhá. Gõ vào information theory. Theory course là khóa học. Mình nhớ trên video nào trở đi mình sẽ tìm ngay rồi, nó ngay đây mà. Có một trang để học trực tuyến rất hay. Sau đó mình cũng hướng dẫn các bạn để làm sao để hạn chế được cái nhận điểm tiếng Anh trên đấy. Đây nhìn, các bạn nhìn thấy bỏ qua mấy cái này nha, nhìn thấy video lecture chưa? Đó ở đây này. Thì mình rất thích học cái này, học cái này thích hơn ở trên YouTube nhiều. Đó, đây là sẽ là một khóa học. Đây rồi, các bạn nhìn thấy cái ông này không? Giảng ở đâu biết nhỉ? Không phải. Mackay University of Cambridge. Gì đó đó. Giảng phấn thôi. Nhưng mà ông sẽ có kết hợp một số slide máy chiếu các kiểu đó. Giảng rất hay. Miễn các bạn học hiểu được. Thì công nhận là riêng với video này thì cái file sắp nó không chính xác lắm, nên là có một số đoạn mình thật ra mình cũng không hiểu. Mình phải xem hai lần nó mới hiểu cơ. Nhưng mà mình thấy bỏ bởi vì bài giảng hay, tốt, với cả nó chất lượng, với cả nó hợp lý. Nó chẳng hạn bắt đầu nhé, đầu tiên nó sẽ cho các bạn mình nhớ cái video đầu tiên là nó sẽ có cái gì nhỉ. Chẳng hạn nó có đi hay chặn ra đúng, nó có ba cái ô, ba cái cửa sổ ấy để mình chọn. Thì trong ba cửa sổ đấy nó sẽ có một cái ô để chứa phần thưởng đấy. Thì là chơi như sau, chẳng hạn cho ba cửa đấy, bạn được lựa chọn một cửa. Nếu cửa đấy đúng thì bạn, nếu là bạn lựa chọn đúng thì bạn được qua, nếu không thì bạn xịt đấy. Thì là chơi như chẳng hạn bạn chọn cửa thứ nhất, thì tiếp theo đó là chắc chắn là cái người hướng dẫn chương trình ấy sẽ bảo là bạn có muốn đổi hay không. Thì bạn nếu bạn sau đó thì ta sẽ mở sẵn một cửa, và anh ta là người hướng dẫn chương trình nên là anh sẽ biết trong ba cửa thì cửa nào sẽ có phần thưởng. Có thể cái phần thưởng đấy đang nằm ở cửa bạn chọn hoặc là ở hai cửa còn lại. Nếu chẳng hạn bạn chọn sai và cái phần thưởng kia nằm ở hai cửa còn lại thì sao, thì anh ta sẽ chỉ có duy nhất là một lựa chọn. Chẳng phần thưởng nằm ở số 2, bạn chọn số 1 thì ở cửa số 3 nó sẽ anh ta sẽ bảo mở cửa số 3 ra và cửa đấy chắc chắn là sẽ có phần quà, và anh ta sẽ hỏi là bạn có muốn đổi cửa ấy không. Thì lúc đấy câu hỏi trả lời ra là nếu bạn sử dụng lý thuyết tin ấy thì bạn có thể biết được khả năng mình đổi cửa
từ cửa 1 sang cửa 2 hay là hay giữ nguyên cửa 1 thì lựa chọn nào sẽ có xác suất để trúng phần thưởng cao hơn và tại sao như thế thì trong cái môn học này sẽ giải thích, và đấy là ví dụ đấy. Ngoài ra nó sẽ hướng dẫn với các bạn về các mạch làm sao để gửi một thông điệp từ điểm A đến điểm B mà cách khoảng mấy km mà không bị nhiễu, và khi nhiễu thì làm thế nào để khôi phục lại dữ liệu ban đầu. Đó, đây thì mình sẽ giới thiệu qua một số cách để làm này. Các bạn nhìn thấy slide này không? Các bạn ấn vào đây này. Đó, đây chẳng mình sẽ cho chạy video nhé. Ấy cái này không support, không chạy à, để mình chuyển thành cốc vậy. Nó không cho chạy video. Tại cái này cài lâu quá. Mình sẽ mở thôi, thì mở đây lên. Internet lên. Internet is đâu rồi? À đây. Giờ mình không mở cốc cốc, bởi vì cốc cốc mình đang để khá nhiều tab, khoảng 20 cái tab, nhưng mà đang dở mình không muốn đen nó đi. Đây à, các bạn. Đến ở đây. Hy vọng ở trên này xem được. Không thì mình rất là chắc phải chuyển sang cốc cốc vậy. Ơ sao không được vậy? Đời này. Cái này hơi cao cấp vậy. Đi cái này đi. Xong rồi. À đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lên số cái sách sách để mình tra cứu thôi, đa số là tra cứu thay vì thì mình đọc hết thì đa số tra cứu. Ngoài ra các bạn có thể ấy à đây nó lên rồi, chờ tí để xong vụ video này đã. Đó, thì mình đang mở bao nhiêu tab này rồi không muốn x nó đi. Kiểu công việc đang dở đấy, lập trình lúc nào thế. Ấy à, chúng ta có cái trang đấy. Mới trang, trang tắt mới nhỉ. Ở đây, anh không được tí, ít cái này đi, mất hết rồi kìa. Xuống đi, kệ mấy trang kia. Mấy trang kia đang loát nó hơi lâu vậy. Thôi xong kéo xuống được rồi. Ở đây. Các bạn vào video lecture Makai course dot one này. Đó. Đây dưới này có một số video nó khen có mình nó khen đấy. Very good speaker. À đấy xong rồi xem thôi, cái này hay lắm. À đây các bạn để down slide này. Cái bên này là các cái trang slide để xem online này. Xem qua cái này cho các bạn xem qua này đã. Đấy, các bạn nhìn thấy một cái thanh này ở giữa thông mũi tên hai ngang này. Thank you. Để mình phải kéo thôi này cho nó thu nhỏ cái slide và phóng to cái video lên. Thì để làm gì các bạn thấy. Thì đôi khi mình muốn xem cái chữ bảng này to nên mình kéo cái thang để cho to lên. Còn đôi khi mình muốn xem slide kiểu đang chiếu, hôm nay đang chiếu slide này. Thì mình muốn kéo cái thang này mình xem cái slide này. Rồi dừng nó lại. Cái video này nhá.
Đâu rồi, UBT đâu rồi? Information theory, pattern recognition. Ok, UBT đâu nhỉ? It works. Sao không kéo về được? This first lecture is an introduction to... bây giờ nó ông ấy nói đến khoảng cái trang slide bao nhiêu nhá. Đây trang đến slide này chẳng hạn. Đây đến slide này. Đó, các bạn nhìn thấy slide bên trái không? À bên phải nhầm. Thì chả ông nói trang slide này rồi. Thì bây giờ các bạn ô trước đó đã trước ông nói những cái gì thì các bạn lại phải chẳng lẽ như kiểu trên YouTube ấy, các bạn phải tua ngược cái video lại. Thì thay vì đấy thì dưới này này nó có các cái slide này. Đây ấn slide đầu nhá. Ấn slide thứ hai này. Đấy, ấn slide thứ ba này. À, cái này là cái chụp bảng ấy thì đấy thì các bạn chỉ cần dùng con chuột ấn kiểu chuyển dịch xuống mấy cái dưới này thôi thì nó sẽ tự chuyển sang ghi chép có người chụp ảnh và hiện lên các slide lên ấy. Thì các bạn kiểu tua ngược lại mà không phải tua ngược video. Chẳng video đang ở khoảng 10 phút đi. Đấy thì bây giờ mình muốn ôi chết rồi cái slide lúc mà 5 phút thì ông nói cái gì thì mình có thể chuyển lên chuột cái slide này. À đây. Thì lúc thứ 5 phút 56 thì ông đang nói cái đoạn này là chưa ông nói đoạn này đấy xong cứ thế lên đó. Đây có sub này thì nếu các bạn mà sẵn sàng ấy thì có thể edit sub header một số sub nó bị sai thật đấy. Thì riêng cái này thì cái bộ tạo sub này nó sai nhiều chắc là do tạo bằng máy nhưng vì bây giờ lúc mình học ấy thì sub không đúng sao nhiều cái sai nhiều đoạn không hiểu nhưng mà nhìn bảng ấy mình cả ông viết thì cũng đoán được cũng hiểu được khoảng được 70% thôi nhưng mà được học thấy ổn hơn trên lớp nhiều. Mình bỏ luôn thôi, mình bỏ thật mình bỏ hết sạch các buổi lớp đi thi rồi chả sao à. Mình khẳng định là cái hôm cái riêng cái môn này nha ở lớp các bạn nếu các bạn không cùng học với mình ấy chắc biết được mình đâu bởi vì trên lớp thầy dạy chán lắm còn nó đi lớp và nó toàn ngủ thôi các bạn ý chắc phải đi học ngoài mới biết được đó. Rồi thì làm sao mà để cái này nó sẽ có đây mình sẽ copy này đây là từ khóa tốt đấy mực Markay course YouTube mình sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao mà tra được từ kiểu dịch từ cái video là nó nhanh ấy. Nó đôi khi mình tra cái nó hơi mất thời gian đó thì mình có thể quên cái này đi các bạn giải tiếng Anh thì học trực tiếp cái này riêng mình thì mình học kiểu khác với mình những cái thằng mà kiểu dốt tiếng Anh mà lười rất là lười giống mình để kiểu mình thích tra một cách từ điển nhanh hơn đấy thì là như sau đầu tiên các bạn vào trang này sau vào trang tên là Đao Sắt thì bạn để mình để sang cái chỗ tin học của mình đâu nhỉ đây là tin học bây giờ có mình sẽ tìm một số trang đây trang Đao Sắt này rồi đó thì mình hay dùng cái trang này để mình đao các cái subtitle của một số video này. Đây mình muốn có subtitle này như là down tương tự gì thì cung cấp nó hỗ trợ down nhưng down mỗi video. Hôm trước mình lên bảo với bên cung cấp ấy thì bảo hỗ trợ thêm một số chức năng down sắp nữa là tốt rồi, ngon rồi. Down mỗi sắp ở YouTube cũng được, nó tiện đỡ phải sang lên trang này. Thôi, bây giờ mình không có nó chưa tích hợp thì mình phải sang trang này down được. Thì khó đi. Giao về mạng của mình thì cũng được 1 MB/s cũng nhanh thì các bạn nào kêu download của sư ra thì thôi không thì các bạn có thể download sẵn buổi tối. Sao cái trang này lâu vậy? Còn đưa rồi. Các bạn đa sắp thì tạo như này nha. Cái trang này
lại bên kia mình để nhiều tab quá, nó nặng. Bây giờ quay cái video nữa, cái phần mềm quay video này nó hại quá, nó làm tù máy hết hẳn nữa. Vì cái máy tính của mình đang với máy bàn nó không có căn màn hình, cái cam màn hình riêng ấy, nó lâu này. Thôi các bạn có thể lên YouTube để hướng dẫn download cái sắt này về nhá. Thì hình như trong máy mình vẫn còn cái sắt này, và thì mình sẽ dùng luôn. Thì dùng cái này như nào? Mình sẽ sử dụng một phần mềm, đây là Editor này. Thì dùng như này, các bạn lên phần mềm này miễn phí, khỏi crack với kiếp rồi cả. Lên Google có Edit Subtitle, tìm cái trang nào mà có biểu tượng này là được. Cái này có một phiên bản nó mã nguồn mở mà nó up lên GitHub ấy, các bạn đào trên đấy cũng được, mình để trên mình đào trên đấy. Thì để cài cái này nữa thì để chạy thì cái này nó phải yêu cầu .NET Framework này mà. Các bạn phải cài thêm bản ít nhất là 3.5, đọc kỹ yêu cầu trên đấy. Đây là mình học tiếng Nhật, sau này mình sẽ có video hướng dẫn riêng. Bây giờ mình sẽ mở cái khác đã. Open này. Cái kia như là cái kia đang cái kia là đi làm hội sắp năm 2 thông tin rồi. Makai Cost cao nhìn này, Khan Academy thì mình cũng làm tương tự với cái kia thôi. Bây giờ mình sẽ cái Academy này. Notes of course sắp đã để sắp rồi. Chứ tôi không cho nó không video à. Cứ kể đi. Cứ thử mở cái bài này lên thôi nào. Cho nó không video à. Cho mình thử mở cái không biết có video. Ôi mình xóa video rồi. Xin xem Khan Academy mình có. Ôi mất luôn hết thành video rồi. Thôi các bạn download cái sub về với cả mở video, cũng download cả cái video này xuống nhé, download cả cái video này xuống này, nó phải đúng bộ nhau nhé, cái video sub nào thì đúng cái video đấy. Thì mình mở một lượt lên, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn để mình học tiếng Nhật, mình học tiếng Nhật như nào thì nó cũng tương tự như này thôi, cũng mở một sub và một video lên. Thì bây giờ mình sẽ mở một file vừa nãy đi. Đây từ cái phần mềm nó bây giờ nó vừa phát minh vừa ra bản 3.5, nó hơi lỗi, ấn new xong rồi mới open được. Khốn nạn thế, nó lỗi thế. Cái bản trước 3.4 mình dùng ngon đơ, từ update đem lên thì nó thế. Đây phần nộp anime của mình này. Mình sẽ thích cái phần nào nhất để Lucky Star nhá. Rồi cái này phần mềm mình mất cái sắp ngon rồi. Đây cái này là dễ nhất này. Đầu tiên mình sẽ mở file sub này lên. Đó, các bạn download cái video kia thì cũng mở tương tự cái sub lên nhá. Cái này là phần cái đoạn đầu là nó đang đánh dấu chủ quyền của bạn Trung Quốc ấy. Còn nó là sắc kinh lắm, công nhận của nó thích nên của nó siêu thật. Thì đã mình đã load xong cái video, tên video nó hiện dưới này, còn tên sub nó sẽ hiện ở trên này đó, chạy này. Chuyện này nói về một cô gái thú thủy đi ra ngoài xã hội sinh sống. Nhiều chuyện khác nhẹ nhàng. Các bạn ở đâu đây để mở toàn màn hình này. Nhưng mà thường mình không dùng chế độ đấy, mình dùng chế độ này. Ở trên này có kéo số để edit text rồi. Trên này có nhiều sắc nhưng mình kéo này lên hết, bởi vì mình không dùng phần trên, mình chỉ dùng phần dưới thôi. Mình sẽ bỏ cái này đi này. Ấn cái này click vào đây để select current subtitle, nghĩa là khi bạn chạy video nó sẽ hiện luôn cái subtitle cùng ở dưới. Nếu không bạn ấn click đây thì nó sẽ không hiện đâu. Đấy, đây sẽ nghe nhé. Để học tiếng Nhật thì mình cái này gần giống trên online, nhưng mà
trên online có các cái trang để study phim ấy thì nó chỉ cho tua lại 5 giây trước thôi, thì trên này nó có cái chức năng auto repeat on này. À, chả, đây là mình muốn nghe lại câu vừa nãy nhá. Shiga tsunano ni konna ni nokotte imasu yo yuki, đây là và tháng 4 đã đến tháng 4 rồi mà tuyết vẫn còn từng này cơ à. Ui thích thế. Đấy kiểu đấy. Thì bây mình thử nghe lại cái này nhá. Thì nó sẽ tự tua lại luôn. Thì bởi vì đôi khi mình kiểu muốn luôn nghe nhiều ấy, thì mình hay ở đấy. Đấy thì cái này này các bạn có auto continue này, ấn đây thì sẽ tự nó tự hết 8 lần này. Tất cả mình chỉ còn có 2 lần nhé. Tiếp này. Lạnh. Đấy thì có học trên đấy hiện tự auto chuyển sang này. Thì nó các bạn nhìn thấy lâu không? Nó chuyển quá trình luyện chuyển nó lâu ấy. Thì nó do đây này, cái delay này sẽ cần thì các bạn chuyển xuống một giây thôi thì nó sẽ nhanh hơn. À, đấy thì mình rất thích học như này nhá, bởi vì thứ nhất là cái tốc độ học cái giọng nói trên này này chuẩn. Nó thể hiện được cái cảm xúc của nhân vật, với cả nó tốc độ chậm hơn nhiều so với drama các xem các bạn mà các diễn viên thực sự diễn thật ấy, diễn phim ấy thì tốc độ nói họ nhanh hơn nhiều mà không rõ ràng đâu. Nó cứ kiểu nó nhanh, nó nhanh quá thì đối với người ngoại quốc như mình học thì nó không nhanh, không nghe được. Thì trong khi đấy anime thì Việt Nam Việt sắp nhiều lắm. Video đầy dễ trên mạng luôn. Đấy thì có đây tái bt một đáy sư vực hana. Thì trên này các bạn có sắp này luôn, cái này ăn vào có sao không nhỉ. Đấy thì đọc mình luyện nghe trên này đa số chỉ ở trên này, không mình không học Makoto đó. Thì giọng nam nó hay. luyện chỉnh thế này đó. Thì tương tự đây là học tiếng Nhật nhá. Còn cái về cái vụ mà học cái information theory kia thì làm nào, thì đây các bạn download video này về, download sách này tương ứng về, thì là mình có hai cái đấy lắp vào đây, lắp vào đây thì xong rồi mình tra thôi. À chả dạ đấy khi sashimi này thì bây giờ chẳng có nhiều, có nhiều câu à rồi cái này đấy thì chẳng có cái câu này nhá. Còn nó ngoài trừ nó có sắp đây rồi thì mình không biết, thì chẳng có cả cái câu dài rất là dài thì út chết rồi, thì cái từ có một số từ trong đấy mình không hiểu thì mình làm nào để mình tra ấy. Thì mình có video hướng dẫn các bạn sử dụng link câu rồi, các bạn dùng link câu để quét ở đây thôi. Đấy, nó hiện lên. Cái này bên nó hơi lâu bởi vì đang dùng cái quay màn hình, cái mấy cả link câu từ nãy giờ mình dùng lần đầu tiên, mà khi link câu nó mở tra lần đầu tiên hơi lâu vì nó phải load các cái gói kia lên. Đấy thì các lần sau nó tra nhanh hơn. Đây Hisashiburi là after a long time, nghĩa là lâu, kiểu lâu rồi không gặp. Ở đây tự theo đúng kiểu này này đã. Moskashite thì cái này nghĩa không phải nghĩa gì thì mình xem tra đây. Thì học tiếng Nhật trên này thì nó kiểu là nhỉ, nó thật, nó không giống trong các cái sách, mà sách nó chỉ có các cái đoạn hội thoại ngắn thôi, mình không hiểu được cái bố cục toàn cảnh nó dài như nào, câu chuyện nó trôi chảy như nào. Thì trên này nó rất nhiều kaiwa, mình học kaiwa trên này được. Đấy, xong thì khoảng đôi khi kiểu pau lại xem kiểu bắt chước giọng nói cái kiểu đấy. Bạn học thì các bạn học nào học thì cái môn này thì các cái lecture này cũng thế thôi, các bạn đọc về thì có đôi khi nó nói cả đoạn dài ấy, thì làm sao để tra được một số tiếng đấy, bởi vì trên này bật khi bật sắp này này, bật sắp này nhá. Ai có sao tin này, tôi lên phát lại tin đấy, nó hiện ra này. If you're old fashioned copper này, cái chữ thì gì đó mình không biết này, thì copper này nghĩa là gì. Bây giờ mình lại phải bật cái link câu lên xong gõ vào copper đó, nó tốt thời gian đó. Copper thì mình nói phải tốn thời gian gõ vào, trong khi đấy mình trên này mình ngồi trên này có sắp rồi, mở ra đúng cái tháp đấy mình ngồi mình quét thôi, nhanh tiện là tiện là mua cái đấy thôi, mình nhưng mà mình lười thì mình thế. Mình chỉ thích nhanh, nhanh được càng nhanh càng nào càng tốt.
thì có thể via cái thứ gọi là cái bên Khan Academy thì cũng có trên YouTube nha, các bạn có thể tìm trên này thì đao video đấy về nếu các bạn không hiểu tiếng Anh lắm. Trên kia thì nó tiếng Anh nó dễ thôi, nó không khó lắm, nhưng mà nếu mà ngại quá thì sử dụng cái đấy, Khan Academy này, information for đây à đây đó, học cho biết thì tới nó học thế nào đấy, thì các bạn lên đây thì nó mua sát thôi, đào về học tương tự như cái khóa cái video mình vừa hướng dẫn. Rồi thế là xong về hướng dẫn bộ video và làm nào để hạn chế được cái mà tại khó khăn về học tiếng Anh của mình. Tiếp theo là mình sẽ cho các bạn xem về làm thế nào các cái sách để tham khảo. Thì sách tiếng Việt thì nó cũng có, nó nhưng mà nó ít lắm thật, nó đen thì đúng muốn đọc đây này. Để thi giữa kỳ rồi, đây, thử bởi cái này đây nhé. Đây thì cái này là giải bài tập ôn thi lý thuyết thông tin, thì mình không dùng cái đấy, mình dùng là dùng sách khác. Đây mình dùng sách tiếng ngoài, cuốn này thì mình cũng chưa đọc hết đâu thật, đọc có khoảng mấy chục trang thôi, thì kiểu mình cần cái nào thì mình đọc thôi, mình kiểu bổ sung cho mấy cái bài giảng kia, bởi vì bài giảng kia thì nó chỉ giảng lý thuyết thôi, nó không có bài tập. Thì cái bài tập đâu để bởi vì đôi khi mình kiểu học rồi nhưng mình chưa chắc mình đã hiểu được 100% ấy, mà đôi khi một số lý thuyết mình phải động hẳn bài tập ra thì mình mới hiểu tại sao mình cần có lý thuyết đấy và dùng nó như nào, thì phải cần có bài tập. Thì sử dụng cái này đây, Information Theory in Inference and Learning Algorithm, chắc này nó nhiều lắm, như này đó. Không có mục lục, hôm trước là có mục lục cơ mà. Đây các bạn nhìn xuống đây, dưới này ngoài mục lục ra thì nó có một cái đâu nhỉ, đây đấy, cái này cái kiểu đồ thị hướng dẫn cách học, các bạn sẽ tìm đúng cái mà mình cần học thì mình xuống đúng theo đó đấy nha. Thì đây cái mục lục ở đây, sách này thì cũng chưa nói đẹp lắm nhưng mà được. Chương đầu tiên, data compression, nghĩa là nén thông tin, noise channel coding, nghĩa là làm thế nào để kiểu mã hóa các cái thông tin nào để truyền trong một cái dây mà nó không bị nhiễu. Further interest, nghĩa là các cái chủ đề nâng cao hơn trong lý thông tin, như là hash code này, binary code này, nhớ cái phần này. Why have sex. Probably inference, này là xác suất và lập luận. Cái phần này mình rất thích, ui thích lắm cái phần này, mà học đến lúc mà hôm trước hôm qua vừa học một khóa khai phá dữ liệu xong thấy dùng nhiều phết. Neural network này thì cái này đây là mạng thần kinh, mình cũng chưa đào được phần đấy, đấy hơi nâng cao. Trên lớp thì cũng chỉ học một phần thôi, bởi vì lúc mình học một số môn khác nữa học nhiều nên là cũng chỉ dành một phần số thời gian thôi, thì mình tìm hiểu đến đâu thì tìm hiểu, dành càng nhiều thì mình học càng nhiều, rồi không muốn học thì thôi. Nè cái sách đề sách tiếng Việt này thì nó cũng chỉ có một ít thôi đấy, một số bài tập như này nó nhiều hơn. Thật ra mình xem lúc đi thi ấy, thì mình cũng chỉ xem mấy cái video này, đi thi thấy ui được bài thầy dễ khéo hơn. Thầy mình thật đi thi riêng thầy chết, thầy có dạy đi đâu, thầy dạy thì không ấy, sao đến lúc thi thì cũng như không thôi. Xem nào, các bạn nhìn thấy tại sao mình chuyển sang một file chrome hết HTML này không? Cái file HTML ấy, để mình đọc tiếng Anh trên này. Thì trên này nhá, các bạn có thể tra từ preface này. Đấy thì mình tra một link câu không? Đấy. Preface. Preface. Để đọc sai rồi. đọc sai preface. Thì đôi khi mình muốn tra cả ấy cả cụm này thì làm nào, thì trên trên link câu không có, rồi nó chỉ có mỗi từ điển, nó tra là mỗi từ thôi. Đó, đợt trước nó có tra câu, công nhận có tra câu, nhưng mà cái chức năng này bây giờ nó không dùng được nữa.
thì thay đấy mình dùng chuyển sang file HTML này nhé. Thì sao để chuyển được một file từ PDF sang HTML thì đi có thể đi xem video khác mình hướng dẫn. Ở các bạn lên lên YouTube gõ ra chuyển PDF sang HTML như thế nào thì xem người ta chuyển nào thì học theo thôi. Giờ sẽ ấn rồi vẫn không mở lên vậy. Ấn nút vào nó sẽ tự kích hoạt một cái trình duyệt mặc định của các bạn lên để nó mở lên. Đây rồi, nó mở lên cái file này. Thì mình đã đọc được trên trình duyệt đúng không? Đó. Đây nó mở đưa vào in cái đi. Tại vừa nãy mình ấn hai lần mà. Đang quay mình cả các kiểu nó đang loát hết ra mà. Về không biết có loát được cuốn đi lên không. Cuốn này 500 trang này nó cũng loát hơi lâu, không biết lên hết không. Thì cả cái file 500 trang này nó load trong một cái file HTML này mà. Cái file HTML 5 kịch 1. Nhớ là thế. Đấy thì khi mình mở lên ấy thì nó có cái chữ giống y hệt cái file PDF trên cái file HTML cái HTML này. Thì sau đó mình dùng chuột mình bôi cái này nhá, bôi cái này này. Chả đây mình muốn tra từ này cả cụm này luôn thì mình nhìn thấy chữ D này không, D này trong cái DDIC này này đó, nhìn thấy chữ DDIC translator nó đang hiện lên cái dictionary đây này đấy, nó mất rồi đấy. Các bạn tìm cái extension hay cái tiện ích ở trên Google Chrome công cốc này là tra được đấy, thì ấn đây để dịch cho, đôi khi nó thì không chính xác lắm nó chỉ dịch được một thôi. Lý thuyết tin đấy, inference suy luận, thuật toán học, inference and learning algorithm nó cũng tạm tạm dịch được, bôi đúng thì nó dịch đúng đấy, thì mình dịch được cả câu mình có khi kiểu mình ôi trời ơi thì thôi mai kiểm tra rồi bây giờ làm nào, thì bây giờ mà muốn đọc hết cả đoạn này thì muốn đọc nhanh thì mình đôi bôi một phát xẹt cả đoạn đấy thì mình dịch ra mình đọc, đoạn nào thấy nó dịch sai thì mình lại bôi lại, mình dịch từ đoạn đấy. Đấy thì mình đọc được tiếng sách tiếng Anh thôi. Tiếng Anh thì cũng tốt, mồ biết các kiểu nhưng vẫn đọc được. Hướng dẫn luôn, làm sao để chuyển sang file từ PDF sang HTML được. Thì mình sẽ dùng cái trang này, JAMA. Đó không phải, JAMA. Mình đọc quen cái kiểu này, JAMA. JAMA.com. Đó thì cái file này các bạn up cái file lên đây thôi. Xong nó sẽ đây. Chọn file, chuyển sang file như nào, xong ấn một cái email đây. Xong ấn convert là nó chuyển thôi, xong nó sẽ gửi một cái email vào cái để chặn mình ấn email của mình vào là yêu văn hóa Nhật @gmail.com nhá. Đấy. Thì sẽ gửi email đấy và bạn mở cái email lên. Tìm đến cái thư mục tìm đến cái chỗ mail mà nó gửi là sẽ có một đường link dẫn đấy đấy. Thì download sách về là được, thì nó sẽ sang một file PDF này, nó đơn giản thế thôi. Thôi chứ còn là tốt, video dài lắm rồi. Bye bye, mình là Lê Hùng. Rồi, để lần sau rồi.